Các bạn đến với ngày 18 của series sinh tồn xóm ngày trong rừng nhé. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục làm cái lán này các bạn ạ. Cả ngày hôm qua thì anh em tôi đã làm xong cái phần khung này và đã bện được tương đối nhiều rồi. Cái sàn này hôm qua phải chặt từng cây sặt một các bạn, từng cây nứa một, và bây giờ anh Thuân trẻ từng cái dây mây một, sau đó thì bắt đầu đan này các bạn này, đan lại, đan như này các bạn này. Để nằm cho nó êm các bạn ạ, không phải bởi vì nằm kiểu kia nó rất là đau lưng luôn, mà làm này sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều luôn. Thế mới biết rằng là để mà làm một, hoàn thành một cái lán không hề dễ một chút nào các bạn ạ, tốn quá nhiều công sức luôn. Tất cả các mối này đều buộc bằng mây hết các bạn ạ. Đây các bạn thấy, dây mây được trẻ ra và đan các bạn. Hay một điều là do là anh em tôi đã đổi 21 con chuột và 5 con sóc để được một mẩu bạt này các bạn này. Đây, đổi cho mấy anh thợ săn ấy. Thì hôm nào mình cũng đi thăm bẫy rồi đánh bẫy, thành ra là sẽ được đồ, nó sẽ đổi để lấy những cái đồ nhu yếu phẩm hàng ngày. Chứ trong rừng này nếu như mà không đổi như vậy thì hơi khó. Mỗi người sẽ có một cách lựa chọn khác nhau. Bạn cũng sinh tồn, tôi cũng sinh tồn, nhưng mỗi người sẽ có một cái phong cách sống khác nhau các bạn. Và tôi lựa chọn cái cách là hợp tác cùng các cánh thợ săn. Hy vọng rằng sáng nay thì anh em tôi sẽ xong này các bạn. Vì trời thì cũng rất là âm u ấy, hiện tượng mưa các bạn ạ. Hiện tượng mưa thành ra là nếu không làm nhanh là không kịp các bạn. Mà rừng ấy, mà mưa thì vô cùng khổ luôn. Bây giờ thì chắc là tôi sẽ làm cái hệ thống cái mái các bạn ạ. Em tôi thì lợp cái này rồi nhưng tuy nhiên nó bị thiếu ấy. Thành ra là phải bện toàn bộ cái cây lá, cây cọ nước các bạn này. Bện như kiểu là cái làm cái kiểu cái mái danh ấy các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Này làm này ạ. Đây các bạn. Đây. Sau đó thì sẽ xếp các mặt vào với nhau trực tiếp luôn, tạo thành một cái mặt phẳng để mà có thể tránh mưa, tránh gió tốt các bạn. Anh đang làm từng cái, từng cái. Cái này nó rất là tỉ mỉ các bạn nhé. Đầu tiên thì nó sẽ từng cái lá nhỏ như này các bạn này. Tiền là chơi bằng tiền sắt. Đấy, và phải dốc từng cái lá ra như này các bạn nhé. Đây các bạn thấy đây, dốc từng cái lá một. Đây. Các bạn ạ, hôm nay đói quá anh em tôi quyết định là đi săn tiếp các bạn. Ôi con này được một chân luôn.
bạn được một con quế luôn các bạn này. Nó bị chết rồi. Đói quá chết. Buồn quá. Tươi mà. Anh em tôi để đây các bạn nhé. Để đây để tí nó quay về lấy các bạn ạ. Đây là buổi sáng này làm lán xong. Nó rất là mệt. Đói và hết sạch không còn gì ăn các bạn. Hay ra là phải đi thăm bẫy. Đi đặt thêm một số bẫy các bạn. Các bạn phải bật các bạn này. Bật nó không được gì các bạn ạ. Lông nhiều. Không thưa có lông gì. Chứng tỏ đường này là có đồ đi qua. Có thú đi qua. Chết rồi. Có vẻ là được một con sóc các bạn ạ. Có tiền vui rồi. Mới được một con sóc các bạn ơi. Ôi. Con cái lươn các bạn ạ. Một cái lươn các bạn nhé. Cứ tưởng được một con sóc thì mừng quá. Đây, anh ấy sẽ gỡ xuống các bạn ạ. Gỡ xuống rồi đặt lại rồi. Đặt bẫy lại. Cái giống cầy lươn này nó rất là hôi các bạn nhé, quá hôi luôn. Tuy nhiên thịt nó cũng tương đối là ngon. Các bạn, cầy lươn. Cái loại này nó có thể ăn tất cả các đồ khác các bạn. Tôi sẽ ăn đây. Đây các bạn này. Bắt đầu một chú này các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không này? Quá đẹp luôn các bạn. Nên quả này đẹp này thôi chứ không ăn được các bạn nhé. Không ăn được, như một chút hạt luôn. Đây có một chùm chín. Chín rồi mà. Quả này không ăn được các bạn nhé. Nhưng đi rừng thật sự là nguy các bạn. Dạ. Rồi. Vâng.
Đã có chuột các bạn. Có ngon không các bạn? Mang mồi đến lại. Anh ấy gỡ xong thì sẽ đặt lại các bạn nhé. Đặt lại mấy chân tại điểm đấy đi. Vì bình thường là chuột nó sẽ đi theo đôi các bạn ạ. Muốn được cùng muốn cái. À, đã bắt con chuột được rồi các bạn. Còn con chuột cái nữa. Anh bắt đầu sang thăm bẫy tiếp các bạn. Có đường không anh? Dạ. Thôi. Ừ, hình như lồng. Quên lồng các bạn này. Con này được rồi nhưng mà nó chạy mất các bạn. Tí nhá. Thôi được rồi, lấy cạn luôn. Con dứa này đánh lại đi anh. Đây, một chân này. Tiếc quá các bạn. Mấy cái bật mà không được các bạn ạ. Tiếc quá. Bật bung lông đây rồi. Đã. Sao bằng bật này. Nghĩ em không được. Không được anh. Hôm nay mới được có 3 con thôi các bạn. Anh Tuấn anh ấy xuống mò cá nhưng mà không được con nào các bạn. Đường vô cùng khó đi luôn các bạn. Không phải đơn giản tí nào. Anh thợ săn này anh rất quen đường. Anh bước ầm ầm ạ. Thế tốt rồi. Anh thợ săn đang buông lại đồ các bạn. Chuột này không thấy bẫy. Hôm nay không thấy. Thế chắc hôm sau phải lấy mùi chuối kìa nhỉ. Đây các bạn. Dứa, dứa anh thật ra nó treo trên đấy luôn các bạn. Treo cho nó ăn, miễn phí luôn. Đây là bẫy gà các bạn. Bẫy giò một loạt này này. Ăn thử một. Tốt giỏ nha. Đây các bạn. Anh treo đồ lên cho nó ăn các bạn.
Xem cây to này luôn các bạn. Cây quá to luôn. Cây đang cài bẫy trên các bạn nhé. Cảm ơn không bật các bạn. Ồ, bẫy này được muốn chuột rồi. Đủ muốn chuột hiệu các bạn. Bẫy này rất hay được chuột các bạn nhé. Con rúi sao ấy. Rúi. Đây các bạn này. Được muốn chuột này. Ngon chưa? Ok. Anh Tuấn ơi, đây này. Đây các bạn này, anh Tuấn anh bắt đầu lên cỡ các bạn này. Nhìn tưởng con rúi hóa ra còn là con chuột hiêu. Nó múp đầu. Cái bẫy này hay được anh ạ không? Chúng ta không là như chuột. Bẫy chưa không phải. Bẫy chưa không. Dưới đây này. Tươi các bạn. Hai bẫy giờ này không được các bạn ạ. Ở đấy rất hay các bạn nhé. Mà đường đi đây là cứ một lúc thì đi một đoạn thì sẽ phải đi qua suối. Xong bắt đầu lại lên rừng, xong bắt đầu lại xuống suối các bạn ạ. Cứ như vậy đan xen mà đi đến đỉnh luôn nhé. Anh đang mệt quá vào ngồi nghỉ các bạn. Mệt không anh? Rất mệt. Ở trên có cơm gạo ăn. Cái chân là hơi vất. Chim rất nhiều các bạn, chim hót. Các bạn thấy chim kêu không? Nghe tiếng nhưng mà chưa thấy đâu các bạn. Thích trên một cây bạn này.
sợi rắn nó quá to luôn các bạn này. Đây con sợi rắn này các bạn này, nó lột từ các bạn này. Ồ, con rắn hồng mang, con rắn hồng mang các bạn, quá dài quá to luôn này, kinh khủng không? Các bạn nhìn cái vảy của nó này, con này là mới lột luôn các bạn nhé, mới lột xong rồi. Chắc là quanh quanh đây thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ tránh xa khu vực này các bạn ạ. Được không chị anh? Anh? Ở đâu anh? Đâu? Ô, con sóc rồi các bạn ơi. Ui, con sóc đẹp quá. Ui, tổ thư. Con sóc bông các bạn ạ. Sóc bông các bạn nhé. Ôi, có hàng rồi, đẹp tuyệt vời luôn. Ô, đây các bạn này. Sóc bông này. Các bạn này. Hả? Đây anh. Chân này bị gặm mất mùa các bạn. Không được. Con sóc về đầu vuông đét. Đây các bạn này. Sóc bông các bạn nhé. Đẹp quá. Quá đẹp luôn các bạn này. Con này thì anh thợ săn anh sẽ cầm về nuôi các bạn nhé. Đẹp quá. Con sóc này quá đẹp luôn. Trông thích quá. Nó sóc bông các bạn nhé. Loại này vô cùng đẹp. Bây giờ sẽ đi thăm bẫy tiếp các bạn. Điểm này là đến cái cây khế rồi các bạn ạ. Cây khế rừng này các bạn. Khế rừng mà hôm trước tôi vừa quay cho các bạn xem đấy. Đây. Okay. Đây có lợn ăn khắp đây các bạn nhé. Lợn ăn rất nhiều khu này luôn, rũi tung hết cả lên này. Để rũi này. Đây phân lợn các bạn. Anh sẽ săn, anh sẽ gỡ cái đấy luôn các bạn nhé. Cái sóc này khi mà bắt được là phải cho luôn vào trong bao tải các bạn ạ. Sóc nó sẽ rất là sợ ướt và sợ lạnh. Đây các bạn. Phải nói là chất, quá chất luôn. Siêu đẹp các bạn nhé. To thật đấy, con này nó to. Con này quá to luôn. Con này rất to, sóc già. Sóc già to vậy ạ. Túi này vừa không anh? Vừa. Vừa đẹp. Cứ để anh ấy tự
đã vào lồng các bạn. Anh chút cho anh dây. Được một em này vô cùng mừng luôn các bạn, vui vô cùng luôn. Có đặt tiếp chỗ này không anh? Có chứ. Mình thấy cái luồng sóc đi mà. Luồng khổ luôn. Là lông của con sóc rồi các bạn này. Cái luồng của nó này cứ đánh nó 2-3 hôm rồi nó tới mà. Vâng. Nó cứ đi lại là nó cứ đi theo hướng của nó. Đã gặp nó ở đây rồi thì trước sau nó sẽ gì. Anh tiếp tục đặt cái bẫy tại vị trí cũ các bạn nhé. Đây là vết lợn ủi các bạn nhé. Lợn ủi chung chỗ này luôn các bạn này. Kinh chưa? Ra ngoài này. Xong nó lại kỳ lưng vào cái này luôn các bạn này. Lợn ủi chung luôn. Đây, vết chân to đùng. Con này là cả tạ các bạn. Kinh chưa? Khúc tung luôn. Ra ngoài này. Nó dừng các bạn, quá kinh khủng. Sở thích là hút đất và rũi đất. Này, em tôi đang bắt là con cua núi quá to luôn này. Đực to vật vã. Ừ, to vật vã các bạn. Ừ. To quá. Các bạn. Ừ. Tôi nhận là hoàn. Trông như ngọc luôn các bạn ạ. Trông như ngọc luôn. Nhìn ngoài đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Không biết là đá gì các bạn nhé. Thực sự là tôi không biết đây là đá gì. Vô cùng tò mò các bạn. Trong như ngọc luôn. Đèn soi thấu luôn các bạn nhé. Các bạn mà biết đây là đá gì thì vui lòng comment hướng dẫn chỉ tôi với các bạn nhé. Ai có nhu cầu lấy đá này cứ liên hệ với tôi nhé. Đây các bạn. Đây là một cái viên đá quý các bạn này. Ở dưới toàn bộ là đá xanh nhé. Nhưng mà ở đây nó cứ như một viên ngọc luôn các bạn. Như một viên ngọc luôn. Viên ngọc tại đây các bạn. Đó, viên đá. Tất cả đá xanh các bạn. Nằm giữa viên đá xanh đấy. Có chết các bạn. Tôi sẽ, hôm nào tôi sẽ lấy cái này các bạn nhé.